Mình xin chào các bạn ha. Mình tên là Nguyễn Thanh Bình, giảng viên khoa thương mại du lịch trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn là sử dụng cái EV10 để chúng ta chạy cái bảng hệ số tương quan và cái hồi quy đa biến. Bên cạnh đó mình sẽ hướng dẫn các bạn giải thích các cái chỉ số hồi quy đa biến. Thì để bắt đầu, chúng ta cũng đưa dữ liệu vào. Các bạn sẽ chọn cái import và cái import from file. Các bạn đưa vào giùm mình và mình để trên desktop như mọi khi. Đó, mình mở cái dữ liệu xanh finish, mình nhận dẹp. Rồi bây giờ cũng tương tự như mọi khi, mình sẽ bắt đầu mình đưa biến y vào các bạn. Rồi. Chúng ta coi nha, đừng để quên thì nó sẽ sai. Lại ha. 1 2 3 4 5 6 7 8 và biến y nữa. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ click vào, chúng ta chọn open và chúng ta chọn cái evaluation. Rồi. Đây. Copy lại chút có gì dùng. Rồi, chúng ta nhấn ok các bạn ha. Rồi, chúng ta ra cái kết quả. Đây là error square bình phương. Thì chúng ta sẽ mở lên cái dữ liệu mà mình chạy bên XBTS để các bạn xem ha. Chúng ta so sánh nó có khác biệt không ha. Đó, rồi error square bình phương 714 715, các bạn thấy nó là tâm là chút xíu phải không, nhưng mà làm tròn lên là từ 714 0.714708 thì nó lên là 0.715, và ở trên là cái error square của chúng ta là error square, có nghĩa là error square bình phương của chúng ta đó. Thì chúng ta thấy rằng là những cái con chỉ số này nó lớn hơn 0.5 là nó đạt. Chỉ số này nói lên ý nghĩa gì? Ví dụ như là error square của chúng ta là 0.715 đi, error square, thì sau khi nó loại đi các cái sai số ha, hoặc là chúng ta 0.722 error square bình phương, nó nói rằng là 8 cái nhân tố này nè, có hàng nghìn cái nhân tố, nhưng mà để tác động vô cái sự biến thiên của biến y á, thì 8 nhân tố này nó chiếm là 72.2%. Các bạn thấy không? Rồi ở phía trên các bạn thấy confusion á, confusion á mà các bạn viết ở công thức, thì đây là cái nó vẫn còn cái sai số ở bên này, nó được cái nè, nó tính luôn cho chúng ta đó bên này nè. Mình làm rộng hơn chút xíu nha để các bạn dễ nhìn nha. Mình kéo này lên đó các bạn đó. Thì các bạn thấy nè, ở đây nó rộng che mất. Ở đây cái phần đưa về beta là cùng đơn vị tính nè, thì cái này nó lại không đưa về cùng đơn vị tính nên là nó vẫn còn sai số, nhưng mà có nhiều người ta thích sử dụng các cái hệ thống chuẩn ban đầu, có nghĩa là không loại đi sai số để chúng ta xử lý các sai số về sau trong quá trình nghiên cứu. Thì người ta sẽ sử dụng cái confusion này. Thì cái hệ số này nó nói lên cái mức độ quan trọng của các cái nhân tố trong này, con số nào lớn nhất thì mức độ quan trọng cao nhất. Thì chưa các bạn ha. Thì bên cạnh đó các bạn nhớ kiểm tra giùm mình cái t-test. Các bạn thấy không? Ở đây nó cũng có cái hệ số, ví dụ như STT là 629 nè, 6296 nè. Đó. Cái con này lớn hơn t-alpha/2 nha các bạn, cái hệ số này lớn hơn t-alpha/2. Thì nếu các bạn hỏi là t-alpha/2 như thế nào thì nó nằm ở cái bài thống kê mình có hướng dẫn các bạn á. Còn nếu mà các bạn coi lại thì thường cái hệ số t-alpha/2 nó chừng khoảng 0.196 là nhiều. Khoảng 1.196 là nhiều, không nhiều lắm đâu. Có nghĩa là nó chừng tối đa nó chừng 0.2 nè, maximum. Xin lỗi, tối đa là 2 là maximum nha các bạn. Cỡ 2 thôi. Như vậy những cái này thì thường là nó lớn hết. Lớn hơn chắc rồi nè. Có thằng này nó là âm gì, nó là constant thằng số, mình không tính vô nha các bạn nha. Đây. 153 nè, các bạn thấy 153 là constant là thằng số nè. Mình nhìn thấy nè, constant nè. Thấy không? Ở bên này nè, chữ T constant là thằng số nè. Đó. Thì mình không để ý nó làm cái gì.
này thì phải nhỏ hơn 0,05 rồi, mình không nói ha, xích là chúng ta nhỏ hơn 0,05 rồi. Đấy, ngoài ra còn cái gì nữa không? À, các cái kiểm định ép đồ này nọ thì trong này cũng có ha, trên này có kiểm định ép nè các bạn, mình không có cần đâu ha. Rồi à, các cái size số chuẩn thôi. Đó là cái cách đọc dữ liệu của phần chợ hồi quy, những cái quan trọng nhất thì chúng ta để ý thôi ha. Rồi bây giờ các bạn để ý giùm mình cái là bây giờ nếu các bạn muốn thì chúng ta đặt lại tên đi, để hồi nữa là hồi quy 1 đi. Rồi, những ok để chúng ta quên, lỡ có cần dùng gì chúng ta dùng. Rồi bây giờ chúng ta có thể chúng ta sẽ sử dụng cái không để dùng ở trên đi cho nó tiện để các bạn sử dụng luôn. Rồi correlation này các bạn thấy không? Rồi các bạn nhấn ok. Rồi bây giờ cái chỉ số correlation mình hướng dẫn các bạn sử dụng cái chỉ số correlation luôn ha. Nhầm lít vô lít lít nhầm cái trên. Rồi thì các bạn thấy nè, cái những cái này nó tác động vô cái y thì cái điều kiện nó sẽ như thế nào, đó là để được nghiên cứu thì nó sẽ lớn hơn 0,1 và nhỏ hơn 0,8. Bởi vì nó lớn 0,8 thì nó bị đa cộng tuyến. À, bây giờ mình coi thử bên trên cái phần của SPSS làm là mình phải so sánh, mình phải nói hai phần mềm với nhau các bạn. Có nhiều bạn thì không có hướng dẫn, không có so sánh đó, lúc các bạn cũng khó khăn. Mình thì mình cố gắng là hướng dẫn các bạn thì mình sẽ so sánh luôn cho các bạn ha, để chúng ta có thể tiện. Đây, ví dụ như là ví dụ STT là 107 nè, các bạn 1065 0,106509 thì ở đây là 0,107 nè. Nó làm tròn ha các bạn, y chang nè. Đây là cái bảng correlation để mà chúng ta chạy cái sự tương quan nè. Thì tương tự, ví dụ như giá trị xã hội thì ở đây các bạn là 0,276 nè. 0,276 chúng ta coi thử nó nằm ở đâu ha, chúng ta kéo nó qua thôi. Đây. 0,275 nè, giá trị xã hội nữa bạn. Rồi hình ảnh thương hiệu là 0,360 là 0,36 đúng không? Hình ảnh thương hiệu. Đâu, mình coi cái hình ảnh thương hiệu đúng không nha các bạn nha. À 0,360. Đây, 0,361 nè, nó cứ làm tròn lên cho nó lên một số, các bạn thấy số 5 này nó làm tròn lên nè. Thì cái hệ số tương quan này cũng tương tự như hệ số tương quan của SPSS. Giờ các bạn nhớ là cái chỉ số nó quy định là nó lớn 0,1 và nhỏ hơn 0,8 thì nó sẽ không bị đa cộng tuyến. Thì chúng ta coi hệ số tương quan thì mức độ tương quan thì cũng tùy. À các bạn hỏi là nó còn cách chạy nào nữa không, thì nó cũng còn nhiều cách chạy hệ số tương quan lắm, nhưng mà cái hệ số tương quan này mình sẽ chạy chung để nó sẽ tương tự như SPSS. Mình không có đưa cái độ trễ vô đây thì mình thường sử dụng như thế này là hay nhất. Nếu mà các bạn muốn có cái độ trễ thì chúng ta sẽ làm như sau. Tại cái hồi quy hồi nãy, tại cái vị trí hồi quy, tại cái vị trí hồi quy này nè. Nhớ nha các bạn viết phương trình thì ở đây ha. Và các bạn mà chúng ta đưa về cái này thì chúng ta sẽ nhìn ở đây. Thì do là cái này nè, cái kiểm định Dubin-Watson này nè, mà nó lớn hơn 2 thì thường nó rất là nguy hiểm, có thể nó có hiện tượng đa cộng tuyến. Đối với SPSS, thì các bạn sẽ thấy là một cái điểm đó là nó được quyền chạy từ 1 đến 4. Rồi chúng ta coi nha các bạn nè. Đi kiểm lên. Đây, nó được chạy từ 1 đến 4 đối với quốc tế, và Việt Nam chúng ta kiểm định là từ 1 đến 3, trong khoảng từ 1 đến 3. Nhưng mà đối với eView, đối với phần mềm eView thì các bạn lưu ý là nó gần 2 là chúng ta sẽ phải đi kiểm định sự tương quan, kiểm định cái hệ số tương quan dưới này để xem coi nó có lớn hơn 1, có cái hệ số tương quan này nè. Nó có lớn 1 và có lần nào nó lớn 0,8 không? Nguyên cái hàng trên nha các bạn, hàng này nè, chúng ta tập trung vào hàng này thôi nha, nguyên cái hàng này nè là nó phải lớn hơn 1 và nó trừ y nha, y tác động với y thì là 1 là không nói rồi. Cái hệ số tương quan nó phải lớn hơn 0,1 và nhỏ hơn 0,8, thằng nào bị lớn hơn 0,8 là nó bị đa cộng tuyến, có nghĩa là lúc đó biến chúng ta có thể là trùng hoặc có thể là chúng ta đặt biến người ta hiểu nhầm.
Thì ở đây á mà nó lớn hơn 2 á, thì cái epsilon thường là epsilon thì t với t alpha trừ 1 á, thì chúng ta dưới ngưỡng 2 thì chúng ta đỡ lo, mà trên ngưỡng 2 á thì có thể có hiện tượng đa cộng tuyến diễn ra ở cái Dubin question này nè. Thường một số người người ta trong quá trình giảng dạy hoặc trong quá trình làm đề tài nghiên cứu thì họ bỏ đi cái Dubin question này, bởi vì trong cái người ta thấy là nó khó, có bao giờ mà nó vượt 3 lắm, nó chạy từ 1 đến 3 thôi, nó khó bao giờ vượt 3 lắm. Và nếu mà nó vượt 3 thì nó bị đa cộng tuyến. Thì nhưng mà ở quốc tế người ta nghiên cứu á, là nó cho tới 4 lần, nên là thường người ta thấy ồ không lo lắng, bỏ luôn cái W question này. Nhưng mà khi đem cái dữ liệu đó không chạy bên SPSS mà các bạn đem ngược về, các bạn chạy bên eView thì coi chừng cẩn thận nha, có thể nguy hiểm đấy. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn vô cái phần các bạn chạy giùm mình hệ số tương quan có độ trễ ha, độ trễ thì rồi đây thì mình cho là độ trễ cỡ ra 3, độ trễ cỡ 3, nhấn ok đó, cho độ trễ cỡ 3. Nếu mà mình lo lắng cái việc đó, mình lo lắng mình chạy mình đi kiểm tra lại thôi chứ không có gì hết cả ba các bạn nha. Nếu mình lo lắng là, còn nếu thường á mình sẽ không cần kiểm tra cái phần độ trễ luôn, tại vì mình sẽ nhìn ở đây và mình cho chạy luôn mình cho chạy luôn kiểm định hệ số tương quan bên này và mình kiểm tra luôn, nên là mình ít đi kiểm tra cái độ trễ. Nhưng mà có một số anh chị thì người ta kỹ, người ta sẽ đi chạy kiểm tra cái độ trễ 3 năm gì đó để cho nó an toàn, còn mình thì mình sẽ chạy kiểm tra đây luôn, để tại vì khi mà mình kiểm tra bên kia xong á rồi mình cũng phải về đây, thì thôi thay vì vậy mình kiểm tra ở đây luôn, vì ở đây nó mà đã lớn một nhỏ 0,8 rồi thì bên kia chúng ta sẽ có thể là chúng ta chắc chắn là bên kia chúng ta sẽ không bị đa cộng tuyến. Còn nếu mà khi các bạn kiểm tra bên kia có thoát mà qua bên này nó vẫn bị dướng lại thì nó vẫn bị, nên là thôi mình sẽ kiểm tra bên này một lần thôi. Nên là có nhiều bạn hỏi sao mà chỉ kiểm tra bên này thôi ha. Rồi ngoài ra thì các bạn có thể kiểm tra sai số không đổi. Sai số không đổi đó là cái hetero này. Giờ các bạn chọn quay giùm mình ha, các bạn nhấn ok là xong. Rồi. Thì ở đây mình đã hướng dẫn xong cho các bạn cái phần kiểm tra sự tương quan cũng như là đọc các cái thông số cần thiết trong quá trình chạy hồi quy, và mình kết thúc bài tại đây. Mình xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn. Xin chào, chúc tất cả các bạn thành công.